âm thanh đi vào lòng người. Ok, hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Endin Vlogs. Thì hôm nay là một ngày trời khá là nóng nha. Thì bây giờ mình sẽ làm cái món mà cho giải nhiệt mùa hè nha các bạn. Đấy, thì như các bạn thấy ở đây thì mình có chuẩn bị là hai cục đá nha. Và ở bên này là một lon sữa. Thì bây giờ thì mình sẽ làm cái món mà mùa hè hay ăn nha, đó chính là sữa đá nha các bạn. Đây, thì bây giờ thì mình sẽ đập cái cục đá, hai cục đá to này ra thành hai, thành những cái viên đá nhỏ 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 nha các bạn. Đây. Thì đây là mình có chuẩn bị một cái khăn nha. Đấy, mình sẽ bỏ hai cục đá này vào. Đó. Đấy, bọc nó lại. Rồi, cầm như thế này nha. Đó. Thì mình có chuẩn bị ở đây là một cái gậy nha các bạn. Đó. Mình đập cái này để cho nó vỡ vụn ra nha các bạn. Đây. Đó. Các bạn đập nhiều thì cái viên đá này nó sẽ nhỏ hơn nhuyễn nữa nha. Ăn rất là ngon luôn. Rồi, ok nha các bạn. Thì sau khi mình đã đập xong thì mình sẽ bỏ nó vào trong cái ly này nha. Đấy. Đấy, thì bây giờ mình sẽ bỏ cái cục đá này vào nha. Đổ sữa vào ở trong cái ly này nha để uống nha. Đó, cực kỳ là ngon luôn. Đấy. Đấy. Đó, cực kỳ là mát lạnh luôn đấy. Đây, mình bỏ cục đá này vào đập thêm một lát nữa nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đổ sữa vào nha. Đó, các bạn. Đấy. Đó, cực kỳ là ngon luôn. Đó, trời mùa hè mà có một cái ly sữa đá như thế này thì còn gì bằng nữa phải không các bạn. Đấy, mình đổ thêm một chút sữa nha. Đó, cho nó nhiều, uống cho ngon nha. Đấy, rồi. Ok, thế được rồi nha. Ok nha các bạn. Đây, mình mời tất cả các bạn cùng cùng ăn cái ly sữa đá này cùng với mình nha. Đấy. Đó, các bạn có thấy cái hơi lạnh của nó không? Đó, nó đang bay lên này. Đấy. Rồi. Cực kỳ là mát luôn các bạn. Đây, mình sẽ thử một miếng đầu tiên nha. Đây. Đó, các bạn vừa múc sữa vừa múc đá nha. Đó, như là miếng này nha. Mời tất cả các bạn cùng uống ăn đá này với mình nha. Cực kỳ là ngon luôn các bạn. Sảng khoái quá luôn các bạn. Phải nói là ngoài trời, để mình cho các bạn xem ngoài trời nha. Đó, các bạn thấy không, cực kỳ là chói luôn nha, cực kỳ là chói, cực kỳ là nắng luôn mà có một cái ly sữa như thế này để uống thì cực kỳ là mát luôn nha các bạn. Quá mát luôn. Ăn cái mấy cái cục đá này này, nó có dính cái sữa vào nha các bạn. Đây, nó dính sữa vào ở nơi mấy cục đá này. Đó, rất là ngon luôn. Húp nhẹ một miếng này. Tao nói đã thế chứ. Quá đã luôn các bạn. Quá đã luôn. À.
không biết phải diễn tả với anh em như thế nào. Khi mà cái đá này này, mấy cái viên đá nhỏ, nó chạy xuống bụng mình, kiểu giống như là mình nuốt nó vào nha, rồi nó chạy xuống bụng của mình nha. Ôi, nó kiểu như là nó massage cái dạ dày của mình các bạn. Trời, nó cực kỳ là nóng luôn. Đấy, cực kỳ là nóng luôn. Mà có được một cái ly sữa đá như thế này thì quá là tuyệt vời luôn đấy. Đấy. Quá ngon luôn đấy. Đó, các bạn có nghe thấy âm thanh gì không? Âm thanh của sự mát lạnh đó các bạn. Đó, lắc cho nó mát nha các bạn. À. Cái viên đá nó kêu, mình nhai nó, cảm giác rất là đã luôn đấy. Buổi sáng mà làm một ly như thế này thì quá là tuyệt vời luôn. Tỉnh ngủ luôn các bạn. Mình mới dậy nha. Đây, thì đây là cái ly sữa của mình. Đã thấy chia các bạn. Cực kỳ là ngon luôn đấy. Âm thanh đi vào lòng người. Âm thanh đi vào lòng người. Các bạn cứ thử đi, cứ thử làm món này giống mình đi, các bạn sẽ cảm nhận được giống mình thôi. Đấy. Thì video của mình đi ra kết thúc rồi các bạn. Nếu như các bạn thấy video này bổ ích với các bạn, nếu các bạn thấy video này hay thì hãy cho mình một like và một đăng ký phía dưới nha, để mình có thể động lực làm những video clip tiếp theo cho tất cả bạn cùng xem nha. Đấy, mình là Endin Vlogs. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ mình làm YouTube này. YouTube nha. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Nó phê cực kỳ luôn các bạn. Không có một từ gì để diễn tả được.